Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Có theo yêu cầu bác luôn, bác lớn tuổi rồi thì bác muốn là xem trên TV nên em qua video làm video hướng dẫn cũng như là để các bác truy cập vào kênh của em để xem TV trên cái màn hình TV cho nó lớn á. Thì bác nào có yêu thích kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất bên bên em. Hay là cũng QRX 7500 gửi cho bác Hà Chiến ở thành phố Điện Biên. Đây nha. Đây là nút chép, bát. Đi. Đây bát, đây chép nha. Bát chép bát đây, Hay là chuyển cầu loa B, hay A cộng B. Hay là những nút ba lăng để ba nút này để hướng 12 giờ. Nút là nút volume tổng muốn tăng bao nhiêu tùy chúng ta nghe. Còn cái nút này là cũng để 12 giờ và nút này để 12 giờ luôn. Khi chúng ta kém đường táp thì phải ấn nút này vào nha. Ấn nút này vào. Hai nút này ấn vào, lo nét ấn vào. 2CH ấn vào. Cái đây là hướng 12 giờ hay là 1 giờ cũng được nha các bác. Đây là volume phụ, đây là volume tổng. Đây, thì dây chúng ta kết nối vào đường như video trước em chỉ. Đó là cái đường này. Đường tap fly. Đường đầu tiên. Đường. Đây, đường tap fly. Em đang đánh tạm với cặp robot 301AV dòng monitor dòng cao cấp 14.200. Em về được cặp mèo trắng bạch kim rất là đẹp. Ba lăng nha các bác, ba lăng này, trái, phải. Rồi tới ngày đau thương, khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn. Đây, volume đây các bác. Đấy, một volume phụ nha các bác. Volume chính đây nha các bác, chúng ta vặn hết nó cũng nín luôn, mà vặn lên nó cũng hát. Cái này vặn hết nó cũng nín luôn nha, cái này hát được hát. Con này sở hữu hai volume. Rồi em đang để điện 100V nha. Bác về cắm điện 100V và xài theo hướng dẫn của video em đã làm nên.